Thằng khủng không anh em? Thằng đạn nè nha. Sao tự nhiên nghe cái tháng này con thèm chua hơn nhẹ. Sáng thì tôi kiếm gì chua chua. Nhỏ mà có vỏ nè. Con mua có 2kg 55 ngàn. Vậy hả? Ừ, đúng. Hôm qua con ăn nó cháy, nó đỏ hơn. Nhìn nó ngon trời, xuống dây nữa đầu hàng quyết khủng luôn nè anh em. Nó có bầu ăn lụng thì tốt. Con không có bầu con cũng ăn nữa. Ăn lụ gì có đồng tiền. Con nha mọi người. Đây 20 con của em để em sóc ngay ngắn lên cho mọi người coi. Đây tươi xanh này nha mọi người. Cái này là ăn ngon là vừa đó. Đẻ chữa gì nữa. 60-65 con ký mọi người ơi. Con nào mấy bự nữa. Con dây ra đâu mất tiêu một tuột về nhé khách. Chuẩn bị ra đây. Vô khách lẻ. Yeah. Có rửa không? Nó mò vô đó không biết nó có rửa không thì không biết. Mà bự chà bá nó sạch hơn kia cho lập như thế một sình không mà sình thì người ta nặng còn mình rửa nó sạch chứ sao rồi cái kiểu ta dạo 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 kiểu ta bò chắc ừ còn mình bá thì bự luôn 65 con ký mừng ừ 65 con hảo rồi 65 con ký bữa nay được 5 ký mực này thôi nha con nào con lấy nè.